Có lẽ trong ký ức tuổi thơ của mỗi người chẳng thể thiếu được những kỷ niệm khi cùng bạn bè tắm sông, cùng chơi những trò chơi như thả diều, bắn bi, hay thưởng thức những thức quà vặt là cây cái mút, gói sữa chua toàn đá, viên kẹo xê. Tuy nhiên, cũng có những người, vì điều kiện mưu sinh nên những gì gắn bó với họ lại chính là đôi quang gánh của mẹ hay những ngày rong ruổi trên chuyến xe chở hàng của cha. Mới đây, trên mạng xã hội tài khoản HN đã chia sẻ hình ảnh một em nhỏ vô tư ngủ say sưa trên phần ghế lái của chiếc xe tải khi cùng bố đi chuyển hàng khiến nhiều người xôn xao. Kèm theo đó là dòng chia sẻ, cuộc sống mưu sinh. Ngay sau khi hình ảnh bình dị này được chia sẻ đã thu hút sự chú ý của nhiều người và gợi nhớ cho dân mạng nỗi nhớ da diết về tuổi thơ mình đã trải qua. Còn không chịu vào nhà ngủ mà ngủ trong xe của ba thôi. Nhớ hồi nhỏ em toàn vậy. Phú không cần có lương, phú này chỉ cơm với quần áo hàng ngày là đủ. Theo ba phụ xe tính tiền hàng cho ba từ hồi lớp 5. Ba với con gái đi thong dong khắp nơi trên con xe tải. Bây giờ ba có tuổi, yếu hơn rồi chẳng thể chạy xe nay đây mai đó nữa, nhưng nhiều khi hai ba con vẫn ngồi ôn lại những kỷ niệm hồi nhỏ, tài khoản giờ gờ. Bình luận: nhìn hình ảnh cô bé vô tư ngủ sau vô lăng của ba mà cảm thấy ấm lòng. Ngày nhỏ mình cũng toàn theo xe tải của ba chạy khắp ngõ phố để chở vật yêu. Trên cổ ba lúc nào cũng có thể chiếc khăn mặt để leo mồ hôi, sau này có thêm cái đuôi là mình thì ba cẩn thận để thêm tấm chăn mỏng. Trưởng thành rồi, chỉ mong được một lần trở lại tuổi thơ để được vô tư đùa nghịch, để được cùng ba đi khắp muôn nơi như hồi còn nhỏ. Một bạn khác bày tỏ, chia sẻ với chúng tôi, anh Nguyễn Hiếu người ghi lại khoảnh khắc trên cho biết. Những hình ảnh trên được anh vô tình ghi lại được ngay cổng kho nơi anh làm việc tại ngã ba, đường tránh thành phố Vinh, Nghệ An. Thực ra, bé gái đó là con của một vị khách, hai bố con anh ấy đến công ty để bốc hàng. Thấy con gái đang ngủ ngon, ông bố không nỡ đánh thức nên để bé ngủ ngoài xe còn anh ấy vào làm thủ tục bốc hàng. Vô tình bắt gặp khoảnh khắc này nên anh Hiếu quyết định chụp lại. Anh Hiếu cũng cho biết, bé gái ấy rất ngoan, bố lại xe vòng vòng quanh công ty để bốc hàng nhưng cô bé vẫn ngủ ngon lành. Cô bé đó mới 2,5 tuổi nhưng đã theo xe tải của bố đi bốc hàng khắp nơi. Do cuộc sống mưu sinh bận rộn, nhiều khi không có người trông nom nên ông bố đôi khi để cháu bé đi theo xe luôn, anh Hiếu chia sẻ thêm.